Vừa qua, một lễ trao giải lĩnh vực giải trí quy tụ những ngôi sao hot nhất hiện nay đã chính thức diễn ra. Một trong những hạng mục được người hâm mộ quan tâm đó chính là nữ ngôi sao âm nhạc của năm. Vừa qua, nhiều ứng cử viên sáng giá, AMI đã là cái tên xuất sắc được vinh danh tại hạng mục đề cử này. Đáng chú ý, khoảnh khắc đang được cộng đồng mạng chia sẻ nhiều nhất khi AMI nhận giải thưởng này đó chính là động thái của Jack. Theo đó, người ngồi khá sát vị trí của AMI. Jack đã vỗ tay và chúc mừng cho giọng ca sinh năm 2000 khi được xướng tên. Không chỉ vậy, sau khi AMI phát biểu cảm nghĩ và di chuyển về khu vực ghế ngồi, Jack còn chủ động cúi đầu để chúc mừng đàn em. Hành động này của Jack nhanh chóng được ghi lại và được các fan say không ngớt trên mạng xã hội. Ngoài AMI thì Jack cũng là nghệ sĩ vượt qua nhiều đề cử xuất sắc khác như Hoài Lâm, Eric, Đức Phúc, Quân để nhận giải thưởng năm ngôi sao của năm. Cũng giống như những lần nhận giải thưởng, Jack dành hết những chiếc cúp chiến thắng cho cộng đồng fan đom đóm và gửi lời cảm ơn đến FC khi đã luôn ủng hộ và bên cạnh anh suốt thời gian qua.